Xin chào các anh chị ạ. Và ngày hôm nay Tượng Gỗ Độc Đáo rất là vui mừng sẽ được giới thiệu tới anh chị một siêu phẩm tượng gỗ cực kỳ tuyệt vời. Và anh chị đã nóng lòng muốn biết tác phẩm đó là gì chưa? Vậy thì hãy theo chân em để ngắm nhìn xem siêu phẩm của ngày hôm nay là gì anh chị nhé. Vâng. Ta-da! Đây rồi anh chị ơi, một tác phẩm rất là xuất sắc phải không anh chị ơi? Trước tiên thì em sẽ xin phép mời anh chị cùng ngắm nhìn với em tứ diện tác phẩm này nhé. Đấy, anh chị cùng em ngắm nhìn này. Một cái tác phẩm mà đầu cái cảm nhận đầu tiên của em là thực sự là không biết phải diễn tả như thế nào luôn ạ. À, dạ vâng, quý anh chị ơi, trước mắt quý anh chị đây là không phải là một cái ấm pha trà bình thường nữa phải không quý anh chị ơi, là một sự kết hợp giữa trà và hoa. Vâng, ngày hôm nay Tượng Gỗ Độc Đáo sẽ giới thiệu tới anh chị một tác phẩm hoa mai, nhưng mà với một cái thiết kế cực kỳ là độc đáo anh chị nhé, không phải là một chiếc bình hoa thông thường nữa rồi, mà tác phẩm này của em được chế tác đó là hình ảnh thay vì chiếc bình lại là một cái chiếc ấm. Vâng, một chiếc ấm trà thì rất là quen thuộc đối với các anh chị rồi đúng không ạ? Và nét phá cách ở đây, thay vì cái quai ấm thì ở phần này nó đã mọc ra một cái cây mai cổ thụ với cái dáng này cực kỳ là đẹp mắt phải không anh chị ơi? Một tác phẩm em nghĩ rằng rất là tuyệt vời cũng như là rất là xứng đáng để các anh chị có thể thỉnh về không gian gia đình mình. Và tác phẩm này thì em chia sẻ với anh chị là có làm thành hai phần anh chị nhé. Em có để riêng cái phần đế này và bình mai là riêng nhá, em sẽ đặt lên nhấc lên cho anh chị để anh chị có thể ngắm nhìn với em này. Đây. Dạ vâng, quý anh chơi, khi mà chúng ta mua tác phẩm này của bên em thì chắc chắn là quý anh chị mua một đây. Được hai phải không ạ? Anh đấy. Chị ngắm cho em một chút xíu về cái phần đôn nhá. Em đang quay cho quý anh chị xem cái phần mặt đôn của chúng em nhá. Đấy, cái phần chun chớp quý anh chị có thể ngắm những cái đường vân này. Chỉ riêng cái phần đôn thôi mà chúng ta đã thấy là rất là đẹp và kỹ lưỡng rồi phải không quý anh chị? Đây. Riêng về cái đôn này thôi anh chị nhá. Mình mà đi sưu tầm cái đôn này thôi, nguyên cái tiền công để chế tác thôi, nó cũng chắc chắn nó cũng phải rơi khoảng tầm vào 5-6 triệu đồng rồi. Và em sẽ là tặng kèm cho anh chị tác phẩm này, một tác phẩm VIP, bởi vậy nên là em cố tình đó là thiết kế một cái đôn VIP để đặt cho cái bình mai này. Và em sẽ đặt tác phẩm lại lên đây để chị cùng ngắm nhé. Dạ vâng, quý anh chị ơi, chiếc đôn này là hàng tặng đi kèm quý anh chị nhé. Chính vì vậy là quý anh chị cứ yên tâm là không phải mất thêm phí đâu ạ. Vâng, và đây rồi anh chị ơi, một tác phẩm. Đây, anh chị cùng ngắm nhìn với em nhé. Anh chị khi mà ngắm nhìn bình hoa mai thì chắc chắn là sẽ có ý nghĩ là chắc chắn cái bình này là ghép nhiều lắm đúng không ạ? Vâng, nhưng mà em xin rất là vui được chia sẻ với anh chị là cái bình hoa này của em, cái ấm trà này của em được cái phần ấm này, nguyên cái phần ấm này và cái phần vòi này là liền là nguyên một khối. Và kể cả cái phần tán cây như này, đấy em sẽ quay cho anh chị thấy cái phần tán cây của em cũng là được làm liền nhé. Và ghép ở đây là em ghép những cái cành hoa mai nhỏ thôi, một vài cái chi tiết cành hoa mai nhỏ thôi. Chứ còn cái phần cốt thì đều là liền lạc. Và anh chị cùng ngắm với em xung quanh cái bình hoa mai này để thấy rằng là để hoàn thành được cái bình này thì phải mất cái khâu chuẩn bị cực kỳ là lâu. Đó, chúng em đã lên ý tưởng và bắt đầu đi kiếm gỗ từ trước Tết rồi cơ. Đấy, nhưng mà sau cái kỳ nghỉ Tết là bắt đầu bắt tay vào làm. Thì anh chị thấy là đến hiện nay mới có thể gọi là xong tác phẩm. Đó, anh chị thấy với em cái bình này được một cái bình lay đều và đây là bình vê bằng tay anh chị nhắc, vê bằng tay, và anh chị nhìn cho em cái phô gỗ cũng quá là tuyệt vời mà không phải vá, không phải chắp bất kỳ một chi tiết nào. Thông thường các cái bình mai để giảm chi phí rất hay phải ghép, phải vá những cái miếng vá như này, nhưng bình này của em là cam kết cho anh chị là liền được cả cái vòi luôn này. Đấy, rất là giá trị luôn anh chị ạ. Dạ vâng, quý anh chị ơi, với một tác phẩm mà Tượng Gỗ Độc Đáo gửi đến quý anh chị thì luôn muốn rằng là hoàn hảo đến từng chi tiết, từ cái việc lựa chọn phôi gỗ làm sao để có thể chế tác ra một bình mã hoa mai liền lạc nguyên khối, đến việc là lên ý tưởng tạo thành một chiếc bình mai phú quý ạ. Bình mai phú quý với hình ảnh không phải là một chiếc bình, một chiếc chậu thông thường đó phải không quý anh chị, mà ở đây chính là một cây mai cổ thụ rất là già mọc ở trong chiếc ấm, tạo lên điểm khác biệt và nổi bật khi quý anh chị dinh về để trang trí trên trong phòng của gia đình mình ạ. Vâng, một ấm trà hoa mai, và em sẽ quay gần hơn nữa vào cái phần nắp này để anh chị có thể thấy này, một cái cây mai vô tình được nảy mầm bên trong một chiếc ấm cổ đúng không ạ? Đây là một cái chiếc ấm cổ rồi, ấm lâu đời rồi đó, và cái cây mai với cái sức sống mãnh liệt nó đã sinh trưởng ở bên trong ấm và nó đã phát triển vươn ra bên ngoài. Đây ở phía này có một cái chi tiết nhỏ thôi, đó là cái phần ấm bị vỡ ra một chút, lộ ra những cái phần rễ cây ở bên trong. Anh chị thấy không ạ? Nó một cái nét rất là nhỏ nhưng mà cực kỳ tinh tế của cho tác phẩm. Đấy, và anh chị ngắm cho em cái màu sắc của cái bình mai này, thực sự là rất là đẹp mắt. Và kèm theo đó là anh chị nhìn cho em cái phần gốc nhé, cái phần gốc này liền, và anh chị nhìn cho em nó có y như gốc cây thật không ạ?
Đấy, một chiếc gốc cây, chúng ta khi mà quý anh chị ngắm nhìn vào đây rồi thì chắc chắn là quý anh chị có cảm nhận rằng là cây mai này phải rất là lâu đời phải không ạ? Đấy, lên những cái u mụn sần sùi như thế này. Đấy, làm y như thật luôn phải không quý anh chị ơi? Đấy, riêng cái phần u mụn này thôi làm đã rất là lâu công rồi đấy ạ. Có thể là một ngày thì cũng chỉ làm được một cái cụ nhỏ thôi để di sần này, tạo những cái mấu mắt này, tạo những cái gai này, y như thật, và những cái phần mắt rễ này bám sâu vào trong cái phần ấm, anh chị thấy không ạ? Kể cả cái bên trong lòng ấm này, chúng em tạo hình cũng di sần giống như là cái mặt đất. Đấy, anh chị cứ ngắm, thực sự là tác phẩm này nó quá là kỹ lưỡng, nên là em rất là mong muốn anh chị hãy cùng em xem hết video này để thưởng lãm được chi tiết hơn về đường nét của tác phẩm, bởi vì tác phẩm này là một cái tác phẩm mà lên giới thiệu với anh chị thì chắc chỉ có vài phút đồng hồ thôi đúng không ạ? Nhưng mà để mà hoàn thiện được cái tác phẩm này chúng em phải mất đến hàng tháng trời. Đó, nên là rất là mong anh chị sẽ ở lại video để thưởng lãm với em, để ngắm nhìn cái công sức cũng như là cái độ kỳ công của tác phẩm nhé. Đây chị cùng ngắm nhìn với em cái bông hoa này, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, thật sự là rất là tiếc cho quý anh chị, bởi vì quý anh chị không được ngắm cận cảnh cái bình mai này trực tiếp ở ngoài đời, ngoài bên ngoài thật quý anh chị ạ. Thật sự là cái điện thoại của bên em độ phân giải rất là cao, nhưng không thể làm mà lột tả hết được kiểu vẻ đẹp và đặc biệt là sự kỳ công của những người nghệ nhân trong từng những cái cánh hoa thôi. Đấy, quý anh chị đã thấy ngắm rồi, rất là mỏng mảnh và chân thật phải không ạ? Chúng em đã lựa chọn những cái phôi gỗ để làm sao để có những bông hoa với màu sắc khác nhau để làm sinh động hơn cái phần bình mai của chúng em ạ. Anh chị có thể thấy ở đây còn có một đôi chim nhé. Đấy. Đôi chim làm rất là sắc này, chị thấy không? Đôi chim làm cực kỳ sắc nét. Đấy, nó cũng giống như là một cái đôi uyên ương. Và đây lại còn có một cái tổ chim này, một cái tổ ấm đúng không ạ? Một đôi chim đang đứng hai bên như là để bảo vệ cho cái tổ ấm. Và cái hình ảnh của mùa xuân, mai là tượng trưng cho sự phú quý, mai tượng trưng cho mùa xuân. Khi các anh chị trưng cái bình như này trong nhà thì lúc nào trong không gian gia đình mình cũng như là đang có mùa xuân về đúng không ạ? Đó, rất là đẹp luôn phải không anh chị ơi? À, anh chị nếu yêu thích tác phẩm và thấy cũng thấy đẹp thì hãy cho em xin một lượt thích vào video nhé. Đây anh chị ơi, những cái bông hoa này em phải quay thật gần vào bông hoa cho anh chị ngắm này. Đây, anh chị nhìn những cái chi tiết như là cái nụ hoa này này. Đó, đấy, rồi những cái đường đường di sần ở phía bên trong cánh hoa nữa. Thật sự những cái đường tỉ tỉa rất là chi tiết luôn phải không quý chị? Em không biết là dùng cụm từ nào để có thể lột tả được cái vẻ đẹp của cái tác phẩm này của bên em. Và không những chỉ có mặt chính diện đâu anh chị ơi, kể cả mặt nghiêng này hay mặt phía đằng sau, bình mai của chúng em đều được làm tứ diện đẹp long lanh nhá anh chị nhìn cho em. Đó, rất là xuất sắc phải không ạ? Đây chị có thể nhìn với em từng cái cánh hoa này, em để cái ngón tay vào đây để anh chị cảm nhận được cái độ mỏng của từng cánh hoa, phải gọt cực kỳ là sắc nét và phải liên tục gọi là nạo, liên tục mài đục để có được cái độ sắc như thế này. Kể cả trên bên trong lòng cánh hoa nhé, bên trong lòng cánh hoa chúng em cũng tạo cái độ di sần toàn bộ. Đó anh chị thấy không ạ? Rất là tuyệt vời phải không anh chị ơi? Đấy, dạ vâng, quý anh chị, với một tác phẩm này thì em khẳng định luôn là chắc chắn là quý anh chị nhìn thấy lần đầu tiên trên thị trường một cái bình hoa mai lại lạ như này phải không quý anh chị? Và nhìn thấy lần đầu tiên mà cũng là nhìn thấy ở trên kênh của Tượng Gỗ Độc Đáo. Chính vì vậy với một tác phẩm nghệ thuật như này quý anh chị không thể bỏ lỡ được quý anh chị nhá. Vâng, một tác phẩm rất tuyệt vời, và bây giờ thì em sẽ xin phép là báo tới mình kích thước của bình hoa mai này để anh chị cùng tham khảo xem có phù hợp với không gian gia đình mình hay không anh chị nhá. Vâng, tổng thể chiều cao của cái bình này gồm cả đế rồi là cao 60 anh chị nhá. Còn nguyên cái phần bình ạ, nguyên phần bình thì là cao là 43, còn nguyên cái phần đế này riêng này là cao là 16. Bề ngang của bình này độ rộng là 45 và chiều sâu là 28 anh chị nhá. Nguyên cái phần ấm này em đo đường kính là được 22 và tác phẩm hiện tại là nặng đến 10 kg anh chị nhá. Vâng, một tác phẩm siêu ấn tượng. Và em tin chắc rằng đây là một cái tác phẩm độc đáo, và anh chị sẽ khó có thể tìm được một cái chiếc bình thứ hai mà có cái độ vẻ đẹp gần như là hoàn hảo như này. Và em sẽ báo giá trên tới anh chị giá tại xưởng sản xuất nhé. Vâng, tác phẩm có mã là HL434 ạ. HL434, một bình, đây phải nói là một ấm trà hoa mai. Trên chất liệu đó là gỗ chắc đỏ đen cho em, được hoàn thiện cực kỳ là tỉ mỉ và sắc nét. Với giá em giao lưu tại xưởng là 29 triệu đồng. Khoảng 29 triệu đồng cho anh chị nhé. Anh chị nào quan tâm yêu thích tác phẩm có thể là bình luận xuống bên dưới hoặc alo trực tiếp đến hotline của chúng em, đó là 0938410333 để là người nhanh tay sở hữu tác phẩm này ạ. Dạ vâng, với tác phẩm phong thủy như vậy thì chúng ta có rất là nhiều vị trí để trưng kê trong gia đình của mình. Nhưng mà khi trưng kê thì quý anh chị hãy lưu ý cho em, hãy trưng kê ở những nơi mà có nhiều người qua lại nhất. Hãy trưng kê ở vị trí mà chúng ta tiếp những cái vị khách đặc biệt nhất để có thể là khoe trọn được cái đẹp, vẻ đẹp của
tác phẩm nghệ thuật bên em, và đặc biệt là hãy chia sẻ cái vẻ đẹp này đến mọi người xung quanh để lan truyền những cái năng lượng tích cực nhất quý anh chị nhé. Vâng, hãy cho em xin những lượt thả tim, những lượt thích để động viên tinh thần cho những người nghệ nhân có thể là tiếp tục sáng tạo nên những cái tác phẩm giá trị như thế này, đúng không anh chị ơi? Vâng, một cái bình hoa mai tâm huyết của Tổ Ốp Đá chúng em hôm nay lên sóng với mã là HL434 và anh chị đã yêu thích rồi, quan tâm tác phẩm này rồi, đừng ngần ngại nhắn đến số hotline chúng em để em tư vấn thêm cho anh chị nhé. Và anh chị yên tâm là khi đặt hàng của Tổ Ốp Đá thì anh chị luôn luôn có quyền được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu mình lần đầu tiên giao lưu với chúng em thì mình sẽ vui lòng cọc trước cho bên em một chút, và sau đó thì khi mà chúng em gửi đến anh chị thì anh chị kiểm tra hàng đúng hình ảnh, đúng kích thước và hàng đến nơi an toàn không gây vỡ thì mình sẽ nhận và thanh toán nốt số tiền còn lại ạ. Dạ vâng, quý anh chị ơi, nếu yêu thích sản phẩm của bên em thì đừng quên hãy gọi đến số hotline để là người duy nhất sở hữu một tác phẩm nghệ thuật độc đáo này nhé. Và bây giờ thì chúng em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video sau. Chúc quý anh chị có một ngày mới với thật nhiều năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.